Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học toán lớp 6 trên trang olm.vn Tiếp nối nội dung của bài số 1 về tập hợp, ta sẽ đến với một tập hợp cụ thể hơn, đó là tập hợp các số tự nhiên. Đầu tiên, thầy có một câu hỏi, mỗi tập hợp sau đây, các em đếm được có bao nhiêu phần tử? Tập hợp các bạn nhỏ đang xuất hiện ở đây, và tập hợp các bông hoa. Thì ta đếm được ngay, có 4 bạn nhỏ tương ứng với bốn phần tử của tập hợp thứ nhất. Có bảy bông hoa tương ứng với bảy phần tử của tập hợp thứ hai và số phần tử của mỗi tập hợp chính là một số tự nhiên. Và số tự nhiên cũng là một đối tượng mà chúng ta sẽ làm việc rất nhiều ở trong chương trình toán lớp 6 cũng như là trong thực tế. Và các em đến với nội dung bài học ngày hôm nay, tập hợp các số tự nhiên cũng như cách ghi số tự nhiên nhé. Phần đầu tiên là tập hợp các số tự nhiên các số 0, 1, 2, 3, vân vân là các số tự nhiên. khi đó tập hợp các số tự nhiên ta ký hiệu là chữ N in hoa gồm các phần tử 0, 1, 2, 3, vân vân và thầy cũng lưu ý chúng ta không có số tự nhiên lớn nhất. ngoài ra ta còn có tập hợp các số tự nhiên khác không là tập hợp các số tự nhiên 1, 2, 3, vân vân ta sẽ ký hiệu như thế này và thường đọc là N sao như vậy ở phần đầu tiên, các em đặc biệt chú ý cho thầy hai ký hiệu tập hợp số tự nhiên cũng như tập hợp các số tự nhiên khác không n sao nhé. Và ví dụ, tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 6 ta sẽ ký hiệu như sau. Thầy gọi đó là tập hợp A. Nếu bằng cách liệt kê, các em sẽ viết được các số tự nhiên gồm có 1, 2, 3, 4 và 5. Còn nếu viết bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng. Chính xác, ta sẽ viết tập hợp A như sau. A gồm các phần tử x thuộc vào n. Bởi vì đây là tập hợp các số tự nhiên. Còn tính chất đặc trưng của chúng là không nhỏ hơn x nhỏ hơn 6. Đây chính là cách ta chỉ ra tính chất đặc trưng cũng như liệt kê các phần tử của tập hợp. Ngoài ra, cùng với tập hợp này thì các em cho thầy biết cách viết nào sau đây cũng là một cách chỉ ra tính chất đặc trưng các phần tử của tập hợp đó nhé. như vậy ta có thể viết A gồm các phần tử x thuộc vào tập N sao với tính chất đặc trưng x nhỏ hơn 6. tương tự như thế, các em biểu diễn các tập hợp sau đây bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng các phần tử trong tập hợp đó nhé. tập hợp A biểu diễn bằng sơ đồ Ven gồm các số 1, 2, 3, 4 và 5. Tập hợp B gồm các số tự nhiên 0, 2, 4, 6, 8. Thì tập hợp A cũng tương tự như ví dụ trước. Tập hợp A gồm các phần tử là 1, 2, 3, 4 và 5. Thì đây là các số tự nhiên khác không đồng thời nhỏ hơn 6. Nên các em có thể viết bằng cách như sau. A gồm các phần tử x thuộc vào tập N sao, thỏa mãn tính chất x nhỏ hơn 6. Hoặc là A gồm các phần tử x thuộc vào tập số tự nhiên N, với tính chất đặc trưng không nhỏ hơn x nhỏ hơn 6. Cả hai cách viết này đều là các cách viết chính xác. Tương tự, các em trả lời cho thầy tập hợp B. Như vậy, Ta nhận thấy 0, 2, 4, 6, 8 đều là các số tự nhiên chẵn. Nên các em có thể viết tập hợp B như sau. Tập hợp B gồm các phần tử x thuộc vào tập số tự nhiên N với tính chất x là số chẵn. Đồng thời x sẽ nhỏ hơn 9 vì x lớn nhất là 8. Vậy nếu thầy viết tập hợp B gồm các phần tử x thuộc vào N sao, sao cho x là số chẵn cũng như x nhỏ hơn 10 thì cách viết này là đúng hay sai? Cách viết này là không chính xác bởi vì nếu như x đã thuộc vào tập N sao? x sẽ không thể bằng 0 nhưng trong tập hợp B lại có phần tử 0, do đó cách viết thứ hai này là không chính xác. Trên đây là các nội dung về tập hợp các số tự nhiên và các em cũng đã luyện tập được các cách cho tập hợp khác nhau đối với tập hợp các số tự nhiên.